Những thuyền viên của chiến hạm mũi trưởng Long đồng chí Thúy Hậu vừa qua lại được dịp vui mừng khi hai thần tượng có sự tương tác với nhau. Cụ thể là chàng quân nhân nghiêm túc của sao nhập ngũ đã tham gia vào trào lưu đếm số đang hot trên mạng xã hội cùng Hậu Hoàng, Dương Hoàng Yến và một người bạn nữa. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu người hâm mộ không tia được sự giống nhau giữa chiếc quần mà mũi trường đang mặc với một chiếc quần hậu hoàng từng diện khi quay MV. Nhìn sơ qua thì cả hai chiếc quần có vẻ như đều có kiểu dáng cơ bản và tông màu đen trung tính. Tuy nhiên, nhìn kỹ lại thì có những chi tiết trên quần giống nhau thật. Chẳng trách sao các fan nháo nhào lên vì nghi vấn mặc quần đôi như vậy. Còn nhớ cách đây không lâu, cặp đôi đang được ship nhiều nhất mạng xã hội này cũng bị tâm tia đang mặc áo đôi. Dù đã nổi tiếng trong nhiều năm qua, song Mũi Trường Long là người bạn khác giới đầu tiên mà hậu hoàng được dân mạng đẩy thuyền nhiệt tình như vậy. Từ những tương tác ít ỏi hiếm hoi nhưng đáng yêu của ngày đầu nhập ngũ cho đến những ngày cuối cùng càng thân thiết và dặn dĩ hơn, chiến hạm này chưa bao giờ có dấu hiệu chìm hay bể. Sau nhập ngũ 2020 đã đi đến tập 14 và thuyền Long Hậu vẫn phát cầu lương cho khán giả mỗi ngày. Chương trình do Việt Tên Media sản xuất và phát hành chiếu vào thứ Bảy Chủ nhật mỗi tuần.